Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Di hiện đang có mặt trên đỉnh núi Ma Thiên Lãnh, là một trong những cái đỉnh núi rất là đẹp thuộc Hòn Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Và khi Duy lên đây, đứng dưới tán rừng, xung quanh là những cái hang đá và dưới bóng một cái cây si rất là lớn, thì Duy cảm thấy được là cái tinh thần mình cực kỳ thoải mái, an lạc và có những cái ý tưởng để mà chia sẻ với mọi người. Và trong cái video hôm nay thì Duy chia sẻ một cái chủ đề mà Duy vừa mới suy nghĩ ra, đó là xin tri ân đấng tạo hóa. Và Duy mong muốn là qua cái video hôm nay thì chúng ta hãy sống biết đủ và sống đừng có quá tham lam, thì ắt hẳn là sức khỏe sẽ đến, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta, và đặc biệt là đến với cái quả địa cầu này. Thì Duy đang đi gần một cái gốc cây rất là lớn, rất là đặc biệt, và nó bám vào trong một cái tảng đá lớn. Thì thiên nhiên rất là kỳ vĩ, rất là hay. Mọi người thấy là đất thì cần cây, và cây thì che chở cho đất. Đất nuôi dưỡng cây, thì cây lại che chở cho đá. Và từ đó nó tạo thành một cái sự gắn kết vô hình rất là đặc biệt. Thì trong quá trình Duy đi tới đi lui, và Duy sẽ chia sẻ với quý vị cái chủ đề là xin tri ân đấng tạo hóa. Đấng tạo hóa ở đây Duy tạm gọi là đấng Chúa Trời đi. Tức là một cái bàn tay vô hình nào đó đã tạo nên cái thế giới, những cái quy luật vận hành của cái vũ trụ, cái thiên nhiên này. Trong đó giúp cho cái sự hiện diện của con người, của muôn loài, để chúng ta được sống một cách bình yên, sống hạnh phúc, tự do. Tuy nhiên cái tự do và hạnh phúc đó, con người đã không biết trân quý mà đã đánh mất nó. Thì hôm nay thì mọi người thấy là đấng tạo hóa đã tạo ra gần như là tất cả những cái việc mà khó khăn nhất để hỗ trợ cho cái sự sống, cho cuộc sống, thì đấng tạo hóa đã làm, Chúa Trời đã làm. Nhưng mà thay vì mình sống với cái lòng biết ơn, mình sống thuận theo những cái quy luật của đạo trời, của tự nhiên, mình sống thuận theo thiên nhiên, tự nhiên, mình sống theo những cái quy luật đó, thì mình sống cực kỳ đơn giản, sống cực kỳ an lạc, sống cực kỳ hạnh phúc. Thì con người mình lại dựa vào khoa học kỹ thuật để từ đó là quên ơn đi, quên đi những cái điều mà đấng tạo hóa đã làm cho mình. Và chúng ta lại lạm dụng khoa học kỹ thuật để thỏa mãn một cách quá mức cái lòng ham muốn, cái nhu cầu của loài người. Và từ đó là làm cho ô nhiễm môi trường, phá vỡ sự mất cân bằng sinh thái, vân vân. Và mình đang tự hủy diệt chính cái cuộc sống của mình. Trên thế giới này, ngoài con người mình thì có hàng triệu loài thực vật và động vật khác, và được dung dưỡng dưới bàn tay của đấng tạo hóa, của Chúa Trời. Không riêng gì con người đâu, mà rất là nhiều loài khác. Ngay cả những cái loài vật mà con người xem nó chưa phải là cái sự sống, như là virus, vẫn tồn tại và vẫn có nhiệm vụ vai trò của nó. Và khoa học đã từng bước đưa con người vào cái chuyện là làm cho con người ngạo mạn, hiểu là mình biết rất là nhiều, và mình gần như là mình thách thức, mình muốn cải tạo cái thế giới này theo cái ý của mình. Thì như vậy thì dần dần mình không lường trước những cái hậu quả. Như đi vào một cái hang đá, đây là một cái nơi rất là mát mẻ, và là một trong những cái nơi mà trưởng lão Thích Thông Lạc đã từng đến đây để tu tập. Bên trong hang thì có đèn led. Cảm ơn bạn Nguyễn Viết Cường nha. Nguyễn Viết Cường đã đưa cái hệ thống đèn led này để giúp cho mọi người vào đây thì có cái xem như là mình thấy đường để mình đi. Thì Duy leo vào trong cái hang núi đi lên phía trên, đồng thời vừa đi vừa chia sẻ với mọi người.
Ở đây thì có một cái tượng Phật, tượng Phật thờ Đức Phật. Mọi người đến đây thì có thể thắp nhang. Ok. Rồi. Như quay trở lại thì thay vì mình khoa học kỹ thuật đó là cái phương tiện giúp cho con người có thể hiểu ra những cái quy luật vận động của tạo hóa, như là mình hiểu về những cái hiện tượng vật lý, hóa học, hiểu về những cái sinh học, sinh lý, vân vân. Thì thực sự á, là trước khi khoa học ra đời á, là đã có một cái bàn tay vô hình đã sắp xếp đâu rồi đấy rồi, sắp xếp mọi thứ một cách là trật tự, một cách cực kỳ là khoa học và cân bằng. Ở trong đó có sự xuất hiện của cái con người. Thì khoa học ra đời á, đáng lý ra mình càng hiểu biết, càng đi sâu vào thì mình càng phải mang ơn, mình càng phải quý trọng những cái điều kiện mà đấng tạo hóa đã tạo ra để giúp cho mình sống sống tốt, giúp cho mình có sống hòa bình với nhiều loài sinh vật, thực vật, động vật khác. Thì mình lại lạm dụng quá mức, đến mức là quay trở lại phá hoại chính cái môi trường sống của mình, phá hoại cái cân bằng vốn có. Thì hiện nay á, mọi người á, là với cái tốc độ mà phát triển về kinh tế hiện nay, thì khoa học đo lường được á, là cái tốc độ mà hủy hoại môi trường và tàn phá cái môi trường hiện nay á, là gấp 4.000 lần so với ngày xưa. Khi mà ngày xưa á, mọi người sống thuận theo tự nhiên, ông bà mình á, nhất là những cái người dân ở cái vùng mà châu Á, Đông Nam Á của mình á, thì sống rất là thuận theo những cái quy luật của tạo hóa, của đạo trời, sống thuận theo tự nhiên, cuộc sống cực kỳ đơn giản, cực kỳ thoải mái. Thì bây giờ á, là với cái sự xâm nhập của khoa học phương Tây, ở đây mình không có nói tất tất khoa học phương Tây, tất cả những cái phát minh khoa học đó là không tốt, là không mang lại lợi ích cho con người. Nhưng mà cái mặt trái của nó là quá lớn, và Duy cũng đã chia sẻ và những cái mặt trái của khoa học. Ở đây có một một cái côn trùng rất là lạ. Thì Duy leo lên gần lên tới đỉnh luôn rồi, lên phía phía trên nữa. Cảnh cũng rất là đẹp. Thì Duy quay lại là vì sao Duy cảm ơn đấng tạo hóa. Đấng tạo hóa đã làm những cái việc cực kỳ khó khăn, những cái việc mà gọi là không thể nào mà mình có thể hiểu được, dù khoa học có thể phát triển đến đâu đi chăng nữa thì mình không thể nào lý giải được hết tất cả những cái hiện tượng, những cái điều mà giúp cho mình tồn tại ở đây, nói chuyện với mọi người. Thì mọi người thấy là hiện giờ là trên đỉnh núi là có rất là nhiều gió, gió cực kỳ mát. Thì mọi người thấy là, ủa, gió từ đâu ra? Thì nếu mình học vật lý mình hiểu là gió là được tạo ra từ cái sự chênh lệch áp suất, và trong khí quyển của chúng ta có những cái phân tử không khí, và với sự chênh lệch áp suất đó nó sẽ giúp cho những cái phân tử không khí có thể ở cách xa nửa vòng trái đất có thể di chuyển đến đây, và mình nó hòa trộn oxy và rất là nhiều thành phần không khí trong đó, và trong đó có oxy, CO2 và nhiều loại khí khác, và mình hít thở vào thì không khí đi vào phổi và mình có thể lấy oxy, và từ đó cái hệ tuần hoàn của mình mang oxy, dinh dưỡng đầy đủ đến từng tế bào, và tế bào mình có thể lấy oxy để oxy hóa chuyển biến cái năng lượng hữu cơ trong thức ăn để thành ra cái năng lượng sinh học, để giúp cho Duy có thể có năng lượng để nói chuyện, để di chuyển với quý vị. Và mặt trời, mặt trời, Duy xem mặt trời giống như là cha của nhân loại á. Mọi cái cuộc sống hiện nay mình diễn ra, có được tất cả nguồn năng lượng trực tiếp, gián tiếp mình có được từ năng lượng dầu hỏa, năng lượng mà Duy giúp cho Duy có thể di chuyển được, năng lượng trong các cái hóa học hữu cơ vân vân. Thì trên đây là sân tiên, sân tiên. Trên đây là có một cái bàn thờ ha. Duy xin lỗi là trên đây là có một cái bàn thờ trên đỉnh Ma Thiên Lãnh, còn sân tiên là phía bên dưới một cái tảng đá trại rất là lớn. Thì từ ở phía trên đỉnh, trên đỉnh chóp này nè, là mình có thể nhìn bao quát cảnh rất là đẹp, xung quanh là cây, mọi người thấy là cây xanh á, và rất là nhiều cái đỉnh núi xung quanh.
bên kia có một cái hình tảng đá giống như con kỳ lân vậy đó. Rồi ở dưới đây là có một cái bãi biển, như gọi đây là bãi bãi bàng, bãi bàng rất là đẹp mọi người. Đó. Cảnh thiên nhiên cực kỳ hùng vĩ. Thì mọi người thấy là mỗi ngày mặt trời là mang năng lượng, mang ánh sáng đến với trái đất của chúng ta, đến với toàn thể cái hệ mặt trời, có nhiều hành tinh khác nữa, trong đó có quả địa cầu của chúng ta. Thì mặt trời đã ban phát năng lượng để mà mang lại, gián tiếp mang lại sự sống cho muôn loài. Mặt trời giúp cho cây quang hợp, cây hút dinh dưỡng từ đất, nước và các chất khoáng thông qua quá trình quang hợp của tế bào diệp lục trong lá để biến đổi năng lượng mặt trời thành những cái năng lượng hóa học liên kết trong các cái chất hữu cơ trong cây. Rồi từ đó là đơm hoa kết quả, rồi tạo ra nguồn thức ăn, không chỉ thức ăn cho con người mà thức ăn cho cả nhiều loài động vật ăn cỏ, rồi các loài động vật ăn thực vật, hoặc là thức ăn cho các loài côn trùng, các cái loài sâu mối vân vân, và từ đó gián tiếp là thức ăn cho loài chim hay là những cái loài động vật bậc cao khác, và cuối cùng là trở thành thức ăn cho con người và tích trữ con người qua cái bộ máy tiêu hóa của mình, biến đổi tất cả những cái năng lượng hữu cơ đó thành cái năng lượng tích trữ trong cơ thể của mình để mình hoạt động, và rất là nhiều loài động vật khác cũng vậy. Thì mọi người thấy là cái việc khó nhất là ban phát năng lượng đến mọi ngõ ngách, từ trong không khí, từ trên mặt đất cho đến dưới sâu dưới trong lòng đại dương hoặc là sâu trong những hang động, thì mặt trời đã giúp ban phát năng lượng cho không chỉ 8 tỷ người trên hành tinh này một cách gián tiếp mà cho rất là nhiều loài động vật khác nữa. Thì mọi người thấy đó là một cái sự kỳ diệu của tạo hóa. Đó. Rồi mọi người thấy là quá trình quang hợp của cây, cây lấy CO2 tạo ra oxy. Con người mình thở thì hít vào lấy oxy và thải ra CO2. Ở đây có ai bỏ quên cái kiến? Ở đây chắc có bạn nào nè, bạn nào đi du lịch lên đây bỏ quên cái kiến này. Đó, có thể liên hệ kênh Duy Võ nha để lấy lại nha. Trên đỉnh Mai Thiên Lãnh không biết kính của ai. Thì tiếp theo là mọi người thấy là cái sự kỳ diệu nữa, cơ bản cho con người là nước. Nước ở đâu để con người uống? Bây giờ mình có không khí thở nè, mình có nguồn thức ăn nè, rồi mình có nước uống. Thì nước uống ở đâu ra? Thì mọi người thấy đó là dù khoa học có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì không thể nào mà mọi người có thể hình dung là có một cái máy bơm nào mà có thể mang nước đến mọi nơi trên thế giới này. Nước có thể mang đến tận sa mạc, nước có thể mang đến hòn sơn giữa đảo giữa biển như thế này, nước có thể được mang đến trên đỉnh núi, và nhờ vào năng lượng mặt trời thì nước biển bốc hơi, nước sông bốc hơi, nó như một cái nguồn nước cất vậy đó, nó bay lên. Thì mọi người biết cái sự hình thành của tạo mưa đó, bay lên và sau đó là thành mây, những cái đám mây hơi nước, và đám mây hơi nước đó được gió mang đi phân phối khắp mọi nơi, và tùy theo mùa là cái sự vận động chuyển động quay của trái đất quanh mặt trời mà chúng ta có được là mùa mưa, mùa nắng, bốn mùa, xuân hạ thu đông vân vân. Thì trong đó có cái mùa mưa là mưa rất là nhiều, thì mọi người thấy là nhờ có những cái đám mây hơi nước đó, nhờ có gió mang đến những cái nơi, mọi nơi trên quả địa cầu này, và nước đó tưới tẩm cho muôn loài, mang lại sự sống cho cây cỏ, mang lại sự sống cho gián tiếp cho các động vật khác. Riêng mình nói Hòn Sơn này đi, nước mang đến đảo này thì mọi người đâu có hình dung được là tại sao một cái đảo giữa biển mà có nước. Thì nước ở đây không thiếu, 8.000 dân ở đây không thiếu nước. Từ khi du lịch có nhiều khách thì nước có thể thiếu. Thì mọi người thấy là gì? Ông trời đấng tạo hóa mang nước là một cái máy bơm vĩ đại thông qua việc tạo mưa đến mọi nơi trên cái quả địa cầu này. Thì nước mưa rơi xuống, nước di chuyển từ nơi cao xuống thấp qua các cái tầng đất, mang muối khoáng từ trong đất đi ra sông rồi đi ra biển, và cứ như vậy tạo thành một cái vòng tuần hoàn nước. Cực kỳ hay, cực kỳ vi diệu, cực kỳ huyền diệu, và trong đó là mình có nước để mình uống. Thì quý vị thấy cực kỳ hay không?
Rồi, quý vị thấy là dù khoa học có phát triển đi như thế nào đi chăng nữa, không thể nào mà khoa học có thể hoàn toàn tạo ra một cái quả táo, hay là tạo ra hạt lúa, tạo ra hạt bắp, tạo ra củ khoai từ con số 0 cả. Tất cả đó là từ những cái hạt giống. Mặc dù mình thấy cái hiện tượng rất là cơ bản là khi mình muốn trồng cái cây gì đó, mình lấy cái hạt giống, mình gieo xuống đất, một cái nơi có đủ độ ẩm, có đủ nắng, có đủ điều kiện thì hạt đó nảy mầm, nó phát triển thành dây leo, nó thành một cái cây, rồi 3 năm sau hoặc là vài tháng sau mình lại có hạt để mình ăn. Thì mình thấy nó cực kỳ đơn giản, nhưng mà thông qua cái sự sắp đặt khéo léo của Thượng Đế, thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên, thông qua bao nhiêu triệu năm tiến hóa, thì tạo hóa đã tạo cho con người những cái hạt giống. Và nếu con người muốn hạnh phúc, chỉ đơn giản là mình tích trữ những cái hạt giống, và mỗi cái hạt giống đó tạo ra một loại cây, và mỗi loại cây đó lại cho ra một cái loại quả. Hoặc là ngày xưa người ta đã biết vận dụng tất cả những cái loại cây đó để người ta sử dụng vào trong lĩnh vực đông y, bào chế thuốc, bởi vì mỗi loại cây có cái dược tính khác nhau. Cho nên là tạo hóa đã tạo sẵn cái nguồn lương thực, tích trữ, gọi là mã hóa trong các cái hạt giống. Mình chỉ cần tích trữ hạt và mình gieo hạt là mình có ăn. Quý vị thấy quá kỳ diệu đúng không? Rồi một cái trứng có thể nở ra được một con gà sau 21 ngày ấp. Hoặc là một cái bào thai 9 tháng 10 ngày. Từ sự kết hợp đơn giản giữa tinh trùng và trứng của mẹ để tạo thành một cơ thể đứa bé. Và đứa bé đó thông qua sự nuôi dưỡng từ thức ăn, từ không khí bên ngoài, từ nguồn sữa mẹ vân vân, thì lớn lên thành một cái người trưởng thành. Thì quý vị thấy là quá kỳ diệu, quá tuyệt vời. Duy muốn đi qua bên phía bên đó, ngồi trên đó nói chuyện với quý vị. Thì quý vị thấy là những cái việc khó khăn nhất, những cái việc mà kỳ diệu nhất là đấng tạo hóa đã tạo ra rồi. Rồi khi có cái cơ thể này thì làm sao mà cơ thể này dường như là một cái bộ máy cực kỳ tinh gọn, một cái vũ trụ thu nhỏ, nó có đầy đủ những cái cơ quan như là hệ tiêu hóa, hệ vận động, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ sinh dục, hệ bài tiết, rất là nhiều hệ thần kinh đó. Hầu như là tất cả những cái hệ cơ quan đó là được tạo ra một cách cực kỳ đặc biệt, chỉ từ cái tinh trùng và cái trứng ban đầu. Thì quý vị thấy quá quá kỳ diệu. Nhiều khi mình thấy những cái hiện tượng đó nó quá đơn giản, nó quá thông thường, mình không có biết quý. Rồi ban cho mình một cái cơ thể là có đầy đủ từ những cái tế bào cơ bản, từ những cái cơ quan nội tạng, những cái hệ đó nó kết hợp với nhau để nó biến đổi không khí, nguồn nước, thức ăn thành cái chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể mình. Rồi cơ thể mình bên trong nó có một cái vị thần y, nó tự chữa bệnh cho mình luôn. Nếu mình sống theo đúng những cái quy luật của tạo hóa tạo ra, sống thuận theo những cái quy luật tự nhiên, sống thuận theo những cái điều kiện của thiên nhiên, sống gần gũi với thiên nhiên, ăn uống cân bằng, lối sống cân bằng, cái tinh thần của mình nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, sống biết đủ, thì gần như là con người của mình sẽ không có bệnh. Gần như không có bệnh. Bởi vì bên trong nó có cái vị thần y, nó tự chữa bệnh cho mình. Cái khả năng tự chữa lành tự nhiên là một cái khả năng cực kỳ đặc biệt của cơ thể đã được tạo hóa ban tặng. Nhưng mà con người do cái ăn uống sai lầm, cái lối sống sai lầm, cái tinh thần nghĩ ngợi, tham lam, suy tư, ghen ghét, giận hờn, phiền não quá mức, cho nên mình làm rối loạn, làm mất cân bằng, dần dần dẫn đến bệnh, thân bệnh, tâm bệnh dẫn đến thân bệnh, vân vân và vân vân. Rồi mình dần dần mình lợi dụng khoa học kỹ thuật á, mình trồng trọt cũng dùng hóa chất, mình chăn nuôi cũng dùng hóa chất, mình làm công nghiệp mình cũng thải hóa chất ra môi trường, rồi mình làm thủy điện, mình phá hủy rừng, vân vân. Mình làm những cái việc mà mình thấy lợi ích trước mắt mà mình không thấy cái lợi ích lâu dài, mình phá vỡ cái cân bằng sinh thái vốn có, mình phá vỡ cái những cái quy luật cân bằng của những cái quy luật. Ví dụ nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên bởi hiệu ứng nhà kính và công nghiệp hóa quá mức. Những cái khí thải độc hại, rồi dần dần cái nguồn thuốc bảo vệ thực vật, rồi những cái hóa chất công nghiệp nó gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, rồi dần dần nó đi vào cơ thể con người.
Rồi cái lối sống hiện đại, chạy theo vật chất, chạy theo những cái nhu cầu gần như là vô hạn của con người, đã vô tình đưa đẩy con người vào những cái gọi là căng thẳng, phiền não, lo lắng. Ở đây vì nói số đông nha. Thì quý vị thấy là ngày xưa ông bà mình sống quá đơn giản, chỉ gieo hạt á, là có ăn, bước ra trước cửa ngõ là có rau sạch để ăn. Hồi xưa là không có khái niệm rau sạch nha, sau này do cái công nghiệp hóa chất á, nông nghiệp hóa chất á, là mới có khái niệm rau sạch. Chứ ngày xưa là cái gì cũng sạch, cho nên không có cái chữ sạch ở phía sau. Thức ăn hữu cơ, nuôi trồng mọi thứ là tự nhiên. Ông bà mình ngày xưa là muốn ăn cá là cứ bước ra sông thôi, câu cá là có cá. Mặc dù bắt bằng cái những cái phương tiện thô sơ, nhưng mà chính nhờ những cái phương tiện thô sơ đó mà không có làm cho cái nguồn thủy hải sản nó kiệt quệ. Và chính trồng lúa thuận tự nhiên, cho nên không phá hoại môi trường, không gây ô nhiễm nguồn nước, không giết hại, gián tiếp giết hại những cái loài thủy hải sản ở trong nước. Cho nên lúc nào thức ăn cũng phong phú, kiếm cái ăn cực kỳ đơn giản. Hít thở thì không khí trong lành, nước uống thì nước sạch. Cho nên ngày xưa là ông bà mình là gì? Đã biết nương theo tự nhiên mà sống, đã biết sống thuận theo tự nhiên để khỏe mạnh, để không bệnh. Và biết sống một cách đơn giản, sống biết đủ, không quá chạy theo cái nhu cầu vật chất. Ngày xưa muốn cất nhà, quý vị có thể huy động một nhóm người thôi ở trong xóm là làm việc với nhau, là có thể cất một cái nhà cực kỳ đơn giản trong vòng vài ngày, và cái nhà đó có thể sử dụng trong vòng vài năm, sử dụng hoàn toàn những cái vật liệu thiên nhiên, thức ăn thì có sẵn tất cả mọi thứ. Thì quý vị thấy là đấng tạo hóa quá kỳ diệu. Khoa học chỉ theo sau quan sát, giải thích hiện tượng, rồi thống kê, rồi tìm ra những cái quy luật. Thay vì khi mình tìm ra những cái quy luật, mình thấy là cái thiên nhiên này quá kỳ diệu, mình thấy là cái thiên nhiên này nó quá hay, quá cân bằng, quá tốt. Đấng tạo hóa đã tạo ra những tất cả những cái thứ cần thiết cho cuộc sống của mình. Mình chỉ đơn giản là sống biết đủ, sống thuận theo những cái quy luật đó, để mình có sức khỏe, mình có nhiều thời gian, mình có nhiều thời gian để mình tìm cái niềm vui về tinh thần, thì mình lại bị dấn sâu vào, bị mê hoặc bởi khoa học kỹ thuật. Mình dấn sâu vào cái cuộc sống là thỏa mãn về vật chất, ham muốn. Tất nhiên là cái việc mà quý vị ham muốn nhiều, tham danh, tham lợi, rồi xây dựng nhà cao, cửa rộng, rồi làm cho cuộc sống của mình nó phức tạp quá lên, rồi mình chạy theo những cái hình thức bề ngoài vân vân. Những cái điều đó pháp luật không có cấm quý vị. Pháp luật không cấm, khoa học kỹ thuật không cấm. Nhưng mà nếu số đông tất cả mọi chúng ta đều chạy theo điều đó thì không thể nào số đông có được. Bởi vì tài sản có thể dồn vào một ít người. Một ít người là sử dụng rất là thừa thải, rất là dư thừa. Nhưng mà một số đông những cái người khác lại thiếu thốn. Tạo hóa thì luôn công bằng với muôn loài, luôn dung dưỡng cuộc sống cho tất cả mọi loài, từ những cái loài mà nhỏ nhất cho đến những loài to lớn nhất, từ những cái loài mà gọi là không có trí thông minh, trí khôn, cho đến con người của chúng ta là những người có trí khôn. Thì đôi khi mình có trí khôn, mình hiểu biết nhiều quá, thì mình cũng nên đặt một cái câu hỏi là mình vận dụng cái hiểu biết đó để tìm ra những cái quy luật, để hiểu về khoa học kỹ thuật, để hiểu về tự nhiên, để biết mang ơn đấng tạo hóa, và từ đó sống thuận theo những cái quy luật đó, sống đơn giản để có nhiều thời gian hạnh phúc tự do, có nước sạch để uống, có không khí sạch để thở, có rau sạch để ăn, có thức ăn sạch không cần nuôi, sống đơn giản, sống thuận tự nhiên. Hay là chúng ta mượn khoa học kỹ thuật để rồi tự hủy diệt cả nhân loại này. Thì đó là một cái điều mà Duy hôm nay trên đỉnh Ma Thiên Lãnh Hoàng Sơn, Duy ngộ ra, Duy hiểu ra và Duy chia sẻ. Duy chia sẻ này với một cái lòng biết ơn sâu sắc với đấng tạo hóa, với Chúa Trời, với một cái bàn tay vô hình
đã tạo ra gần như tất cả mọi thứ cần thiết cho cuộc sống, và con người không phải làm nhiều để có thể sống tự do, sống an lạc. Sống thuận tự nhiên không bao giờ có bệnh. Không bao giờ có bệnh, có sức khỏe rồi thì chúng ta có rất là nhiều thời gian. Mà để sống thuận tự nhiên, có sức khỏe thì cuộc sống rất là đơn giản. Chúng ta không phải làm việc quá nhiều đâu quý vị. Và từ đó là cũng giúp cho cái thế giới của chúng ta được cân bằng. Cuộc sống hạnh phúc tự do đến với tất cả mọi người, đến với muôn loài. Và Duy chia sẻ cái video này, không bắt buộc ai phải sống theo cái cách sống mà Duy đưa ra. Duy chỉ đưa ra một cái lựa chọn, và Duy hy vọng rằng cái lựa chọn này có thể mang lại hạnh phúc cho số đông, có thể giúp cho rất là nhiều người thấy được một cái con đường để mình có thể sống một cách nhẹ nhàng, đơn giản, không quá bon chen với vật chất, với cơm áo gạo tiền, để mình tìm thấy hạnh phúc an lạc. Và đặc biệt là mình sống như vậy, mình có thể gìn giữ được cái môi trường thiên nhiên, cái quả địa cầu này nhiều triệu năm nữa, để cho con cháu mình có thể tiếp tục sống. Chứ theo cái đà phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay thì Duy nghĩ là nguy cơ dẫn đến chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh hạt nhân, có thể tàn phá cái quả địa cầu này. Hiện tượng nóng lên toàn cầu do hiệu ứng nhà kính, những cái không khí ô nhiễm, nhựa hóa, bê tông hóa sẽ làm cho trái đất nóng lên và có thể gây biến đổi khí hậu và hủy diệt trái đất này. Và những cái ô nhiễm do nông nghiệp, do công nghiệp, do ngành hóa chất tạo ra sẽ làm hủy hoại cái môi trường này ngày càng nhanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Và nếu quý vị thấy video này có ích thì đừng quên nhấn like, share và chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên. Trân trọng, mến chào và biết ơn toàn thể quý vị.